đây là cái công trường, nhưng mà cái công trường này mình không quay phim được mà mình phải xem. Đã đưa về rồi này, một số cái hình ảnh con rồng. Ui, không quay phim được anh, khá là nhiều cái mặt hàng. Chiều hôm qua taxi ở đây luôn này, đến hàng giảm giá để mình không biết về cái giá cả nó có chuẩn không. Đầu tiên thì cái mặt hàng này nó khá là di chuyển nhẹ nhàng, đồng thời thì bây giờ cũng là dịp đi Tết nên là có lẽ nó được trưng bày đầu tiên của mọi người. Gốm sứ Nhật, wow, rất là đẹp. Vâng, xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong video ngày hôm nay trong series sáng trong ngày trong tuần. Hôm nay là thứ bảy nha mọi người. Đấy, thì chắc có lẽ là sau hôm nay thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái series về những buổi sáng ngày cuối tuần lại. Tại ngày mai chủ nhật mình sẽ phải đi trông con thôi. Mọi người đang xuất hiện trên đường Hồ Văn Thụ ấy. Cảnh này khá là chiều nên mình lấy cái điện thoại ra quay lại để cho mọi người ngắm với mình nha. Thế thì lộ trình hôm nay của chúng ta thì chắc có lẽ đi một đoạn đường Hồ Văn Thụ này. Sau đó thì sẽ chạy ngang qua, có thể là ở Phạm Ngũ Lão đó, thì chúng ta sẽ qua khu vực vào quảng trường chính để xem thử là chợ Hồ đã được triển khai chưa nha. Một cảnh sắc tươi sáng của mùa xuân đang đến rồi. Nắng lên, đoạn đường này sao hôm nay nhìn đẹp thế nhỉ? Rất là đẹp luôn. Nhỏ bay bay. Cây cối thì xanh mát. Đây là Trần Thị Kỷ. Ok, chúng qua Trần Thị Kỷ đi. Hai cung đường này, nhưng mà chỉ cần chúng ta bắt ngang một cái là thấy khu vực trong này nó đông đúc lên hẳn liền, cách nhau có mấy chục mét rồi. Hôm nay là vừa phải âm lịch nha mọi người, sắp Tết rồi, hai tuần nữa, chưa đến hai tuần nữa. Tết năm nay mọi người sắm sửa gì chưa? Chưa có lẽ thì hôm nay ít sắm lắm. Thứ nhất là kiểu như ngoài việc đoàn tụ với gia đình ra thì những cái khoảnh khắc khác nó như nó bị chai sạn hay là do bị gánh nặng kinh tế trong một năm nữa khá là buồn, đâm ra tâm trạng chờ đón Tết nó suy giảm đi nhiều ạ. Thì cũng có thể nhiều nguyên nhân. Đấy, ngày xưa là mấy năm trước thì mình chưa có vợ thì đi làm xa thì rất là trong Tết để về nhà. Năm nay mình ở nhà thì kiểu như cái mong muốn á mà gọi là trong Tết nó giảm đi một ít ít rồi. Đấy, cộng thêm là cuộc sống nó cũng sẽ có nhiều cái áp lực hơn khi có gia đình, đâm ra là cái nhiệt huyết đến Tết nó vẫn giảm. Tuy nhiên cũng rất là trông đợi nha mọi người, không phải nói vậy là không mong Tết đâu. Tết nó rất là một cái cơ hội để chúng ta xin bày động viên, để là cho mình một thời gian nghỉ ngơi. Đi bên này thì chúng ta sẽ chưa thấy được cái sạp hoa, nhưng mà đây có lẽ là những cái sạp hoa đầu tiên trong hoa đấy. And sorry mọi người, không phải là hoa mà là đồ lưu niệm bằng đá. Đây, chúng ta đang đến với cung đường Tất Thành.
đẹp rạng ngời. Bên tay phải chúng ta là cái công viên cây xanh, bên tay trái là làng đường đối diện. Wow, bay vàng ở trên cái cây cảnh được cái công ty họ trồng đó. Nở hết rồi, nở hơi sớm nhưng rất là hay á, đẹp luôn, tạo cho một cảnh sắc xuân. Chúng ta sẽ đi thêm một đoạn này nha, trước khi mà quay trở lại. Đây là cái sạp hoa này. Sau này cả cái khu vực đường này, cái thành này sẽ lên là cung đường hoa, chợ hoa nha mọi người. Quá đẹp. Chúng ta sẽ sang đường và đi bên kia để tìm mình đang có gì, mặt hàng gì hấp dẫn không. Ai theo dõi đến đây tiếp thì muốn biết thêm về cái hình ảnh cung đường chợ hoa Tết này đã đang diễn ra các cái sạp hàng như thế nào thì chúng ta xem tiếp. Còn không thì chúng ta có thể tạm thời rời video và chờ đợi cái video sau nha. Đây là cửa hàng đầu tiên. Thì cái mặt hàng này nó khá là di chuyển nhẹ nhàng, đồng thời thì bây giờ cũng là dịp Tết nên là có lẽ nó được trưng bày đầu tiên đó mọi người. Gốm sứ Nhật. Wow, rất là đẹp. Đấy, ai muốn mua thì ghé xem thử nha. Sau này nguyên cái dãy này luôn, tất cả chỉ là hoa và hoa. Mặt đường này, mặt đường Lê Duẩn bên kia, mặt đường Tất Thành đối diện. Trời ơi, quá trời là hoa luôn. Đây là cái cửa hàng lúc nãy chúng ta đi qua xem không? Đây, sẵn tiện chúng ta lướt qua một xí. Ô, giá hàng này rộng đấy, khá là đa dạng các cái thiết bị cũ, đồng thời bên đây thì đồ trang trí. Đi cung đường Nguyễn Tất Thành để xem thử linh vật của Quy Nhơn đã được đưa về chưa nha. Đi sắm Tết quá trời luôn. Đoạn này thì chủ yếu ta ngắm ô tô thôi. Đây là khu vực quảng trường này, đang được tỏa trang trí lại, làm được qua đoạn này cái sửa chữa đường luôn. Đầu hình thành cái khung của linh vật rồi nhưng mà chưa về. Ta sẽ chạy qua xem sao nha, chạy qua và vừa xem thử cái cửa thi công ở đâu rồi. À, thấy cái đuôi con rồng rồi.
quay lại cung đường Xuân Diệu để chúng ta có thể tiện leo lên cái vỉa hè đường và đi lại khu vực thi công con rồng Quy Nhơn nha. Quá trời gió. Tối hôm qua ở đây có một sự kiện gì này, chúc mừng năm mới tất cả mọi người nha. Đây là khung cảnh công trường thi công của Linh vật Quy Nhơn. Đấy, hiện tại cơ bản là đã hình thành một cái mô hình một số ngoài rồi, cái hình thành mô hình nhỏ rồi đó, mà chưa được hoàn thiện nên là chưa được thấy thôi. Mình theo kiểu khi nào nó xuất hiện thì mình mới cập nhật được, mình không giống như kênh Quy Nhơn City nha mọi người. Kênh này của anh họ cảm thấy rất là ok. Đây là công trường, nhưng mà cái công trường này mình không quay phim được, mà mình sẽ xem đã đưa về rồi đây. Sau cái hình ảnh con rồng vui không quay phim được anh, không được anh đó mọi người. Bên thi công họ không cho quay phim để cho cái hình ảnh sau này nó mang tính chất là đột biến thôi. Ok, và cái hình ảnh đó ở góc công trường đang chiều hôm qua mình có đi qua khu vực Hồ Văn Thụ, có cái sau cái khu vực đó bày bán hàng Tết ở ngoài rất là đông người. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi từ chỗ Ô Mai này rồi khu ba một đoạn về Hồ Văn Thụ đi nha mọi người. Chỉ cần bước qua khỏi cái nút
giao giữa Nguyễn Hồng và Ngô Mây là ở ngoài đầu Ngô Mây này nó buồn hơn hẳn luôn. Vẫn còn rất là khu vực trung tâm ấy, nhưng mà kiểu như buôn bán nó không phát triển bằng khu vực phía trong đó. Đoạn này thì hàng cây ở đây nó khá là đều và phát triển chiêu chiêu, cái kiểu mà trời mà nắng đóng chiều á thì nó quay nó rất là đẹp luôn. Nên thì cũng rất thích đoạn đường này. Đây, cái đoạn này thì đi qua thì cần phải chú ý nhiều, chưa kể là phải cần điện thoại quay video nên đi sợ bị la lắm. Đi xong rồi mình quay video xong rồi đi không chú ý bị la lên, nhiều khi cũng thấy tạo cho mình. Đây mọi người chiêu không, quá chiêu. Họ đây cái đoạn mà mình nói với mọi người này, cái khu vực này bày bán khá là nhiều các mặt hàng. Chiều hôm qua taxi ở đây luôn này, hàng giảm giá để mình không biết về cái giá cả nó có chuẩn không. Khá là đông. Nó chỉ có đoạn này người ta sẽ bày bán như vậy thôi. Cái này chỉ là cảnh chiêu chiêu của con đường này thôi. Giao giữa Lý Thái Tổ và Hoàng Văn Thụ nha mọi người. Giờ này khá là nhiều sạp hàng nhỏ. Đây là xe gạo. Gạo đây mọi người cũng nên lên trữ sớm đây, chứ nó cũng tăng giá rồi. Vào khu ăn cũ luôn nha mình, xem thử khu ăn cũ chuẩn bị là ăn Tết như thế nào. Trên đây thì một là người ta chạy lên đường Tây Sơn, hai thì người ta rẽ vào thành Thái Núi Dài. Quán cà phê ở bữa mình cập nhật á thì hôm nay vẫn chưa khai trương luôn. Chắc gần Tết thì khai trương. Đây thì chủ yếu cửa hàng kinh doanh nên đâm ra chưa trang trí nhiều, và thêm này thử. Khu vực này chưa có người ở nên chưa có trang trí gì. Đấy, khu vực đối diện thì cũng là nhà kho hoặc là cửa hàng buôn bán thôi, kiểu như văn phòng chả thấy người ta trang trí gì nhiều. Để vào khu vực này quán cà phê đi. Trên kia là đường Tây Sơn rồi nha mọi người. Đây chính khu vực này nha. Nhà dân đường quản xá thì nhìn nè, nhưng mà rõ ràng ở trên này nó ít hơn ở khu vực mấy quán cà phê trung tâm bên đường Trần Thị Kỷ hoặc là đường Ngô Mây hoặc là Thanh Niên á mọi người. Gần nhà thi á thấy trang trí quá trời, này ít trang trí. Mấy gara thì tôi hỏi trang trí họ mua cái mai họ để thôi.
rửa xe gần chết, top 2 cũng đi rửa xe, miễn phí gì. Đã tùy cái phân khu, phân này rất là sang xịn, nhưng mà phần kinh doanh, cái phần mặt hàng nên là đâm ra cái khâu chuẩn bị Tết nó kiểu đậm phong cách riêng. Ok, và chúng ta sẽ rời khu vực này ra khu vực đường Thái Học nha mọi người. Nếu chúng ta rẽ phải thì sẽ lên siêu thị Go bên trên kia này, rẽ trái thì về lại trung tâm, nên ta sẽ đi một đoạn rẽ trái nha, đi một trung tâm đoạn thôi, đoạn ngắn thôi, tại đoạn đường này mình mới quay hôm qua nha. Qua mình khen đoạn đường lái máy bay này nè, ok, và đến với nút giao giữa Lý Thái Tổ và Nguyễn Thái Học thì mình cũng xin phép dừng video nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại tất cả mọi người video sau.